cục wifi. Đây là báo pin. Ở đây trên màn hình chúng ta sẽ báo pin hai pin. Một cái pin là cho màn hình này và một cái pin là của ngoài cái cân này. Ở trong cân này sẽ trang bị một cái pin để phát sóng wifi. Ở đây là chúng ta có thể thấy cái cục wifi. Cục wifi nằm ở đây. Thì ở bên trong cân này nó sẽ có cái pin để chúng ta có thể tháo dỡ ra bên ngoài. Đây. Chúng ta có thể thấy cái nắp pin này. Chúng ta có thể ấn cái dùng cái vít ấn ở đây để chúng ta dặn ra thôi. Đây. Đây là cái pin nuôi cho wifi. Đây là công tắc nguồn của cái bình điện. Chúng ta có thể tắt mở. Khi chúng ta tắt cái này thì cái sóng wifi của trong cái đầu cân sẽ mất đi. Đây. Các bạn đã thấy không nhận sóng wifi, chỉ hiện ngày giờ tháng. Còn khi chúng ta mở lại cái nguồn pin này thì sóng sẽ tiếp tục phát đi. Thì đây, sau khi nó nhận sóng wifi lại, nhận sóng wifi thì chúng ta thấy nó hiện số ký lên lại. Giờ tôi sẽ in thử cho các bạn xem. Đây. Đây là mã. Cái mã đây là in lần thứ 3 giờ và cái khối lượng. Đây là cái khối lượng của cái con. Vỏ được làm bằng hợp kim. Đây là trên các phím, đây là cái con OCS-E 5 tấn, sai số là 2 kg. Chúng ta có thể chỉnh cái sai số đó nhỏ lại một xíu. Ở đây có rất là nhiều cái phím chức năng để chúng ta có thể sử dụng. Đây là sản phẩm do công ty Công Tử Việt Nhật nhập khẩu và phân phối.